Đây là bộ bốn chai rượu Tứ Đại Mỹ Nhân, bốn chai rượu rất là đẹp. Cái sản phẩm này, cái chai của nó là gồm thể tích rượu của nó là 500 ml, 500 ml và rượu 52 độ. Anh chị em lưu ý cái dòng rượu 52 độ là rượu nặng hay còn gọi là rượu nhất á. Và cái dòng này là dòng của Mao Đài, dòng rượu này là dòng rượu Mao Đài thì nó rất là ngon. Nói chung nó nặng nên nửa lít này thì chắc khoảng chừng đô mà mạnh thì khoảng chừng 2 người uống là say. Cái sản phẩm này thì thích hợp để làm quà biếu quà tặng cái dịp năm mới, cuối năm mình tặng biếu mấy sếp mấy đồ thì nó rất là ý nghĩa. Ở đây là nó có cái thùng, nó có một cái thùng vuông, và cái thùng vuông nó đây nè, cái thùng vuông nó đầy đủ lắm. Thế khi mình làm quà biếu quà tặng là nó có một cái thùng vuông như vậy, là mình đem đi mình làm quà biếu quà tặng nó rất là ý nghĩa. Và đặc biệt là cái sản phẩm này khi mà mình check cái mã vạch đó, có nghĩa là cái thùng rượu của nó thì nó có một cái mã vạch để nói về cái giá cả trên thị trường. Thì cái bộ rượu này khi mình check mã vạch để coi hả, thì nó rơi vào là 5 triệu mấy gần 6 triệu, 5 triệu mấy gần 6 triệu là một bộ á, là khi chúng ta check mã vạch. Điều đặc biệt là trên chai rượu này nó có hình con rồng, có nút nó màu vàng và có hình con rồng rất là đẹp. Đây Kha Vương xin phép quay. Đây, con rồng. Rất là đẹp. Cái sản phẩm này thì quá tuyệt vời. Nếu mà anh chị em là mua một một bình, có nghĩa là một bộ nó có 4 bình thì Kha Vương xin phép thanh lý, Kha Vương còn 7 bộ thôi. Nhưng nếu anh chị em là muốn mua dùng thử một bình thì Kha Vương cũng bán. Vì vậy anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kha Vương. Mà tốt nhất thì mua nguyên một bộ mình trưng bày trong nhà cho nó đẹp. Bởi vì đã Kha Vương đã dùng từ thanh lý cuối năm. Bởi vì thứ hai, thứ ba, thứ tư là còn 4 ngày nữa, 3 ngày nữa để gửi hàng thôi. Và ngày nếu mà Kha Vương cố gắng lắm thì thứ tư là ngày gửi hàng cuối cùng của Kha Vương. Trong cuối năm nay. Vì vậy Kha Vương thanh lý nhanh. Anh chị em là thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ. Tất nhiên hàng này Kha Vương chỉ nhận chuyển khoản hoặc là đặt cọc. Đối với những vị khách quen, uy tín Kha Vương vẫn sale đây bình thường. Nhưng đa số khách quen của Kha Vương đều chuyển khoản. Đa số là nó là như vậy. Với những vị khách mới mà không tin tưởng chuyển khoản thì mong rằng hãy khi xem clip này bỏ qua. Bởi vì sao? Bởi vì cuối năm Kha Vương không muốn trả hàng về. Chỉ đơn giản vậy thôi. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn.